bất thường. Hệ hô hấp thì lồng ngực di động theo nhịp thở, rung thanh đều hai bên, ở trong hai bên, rì rào cái nang nghỉ nhiều, hai phế trường. Hệ tiêu hóa thì cân đối di động theo nhịp thở, không sao mạch, không tuần hoàn mạn hệ, không u, không sẹo mô cũ. Tiêu đồng ruột là 6 lần một phút. Ở trong bụng mềm, ở không đau, phản ứng giỏi âm tính. Gan ếch không sợ chạm, khám hậu môn trực tràng này nhìn thấy khối phồng ở hậu môn và rất nhiều búi. Bề mặt có phòng thì nó hồng nhạt và không dính máu, không sưng, không tím. Da xung quanh hậu môn thì không sưng đỏ, không thấy nứt hay là lỗ rò, viêm nang lông. Khám ống hậu môn thì khối phồng, khám với khối phồng vùng hậu môn kích thước khoảng 2-3 cm, phủ bởi niêm mạc hồng tím, dạng búi đẩy vào tự lòi ra. Cái này là lúc nhìn. Cái ống thì cơ thắt thì cơ pháp hậu môn là chắc, mềm mại và thắt vào ngón tay. Khám đường lượt thì thấy có khối phồng chồng dạng vòng và trong đó có ba cái búi lớn là kích thước khoảng 2-3 cm ở vị trí 3 giờ, 6 giờ, 12 giờ. Ấn các búi này thì xẹp. Cái này là cái khối phồng ở ngoài, thấy ở bên ngoài không sợ thấy u. Khám trực tràng thì thành trực tràng trơn láng, cuối cùng đô lát không căng đau. Lúc găng thì có dính máu đỏ tươi. Bằng tiết niệu là không cầu bằng quang, chạm bằng âm tính. Điểm đau niệu quản trên giữa âm tính. Thần kinh thì cổ mềm, không dấu thần kinh định vị. Cơ xương khớp chưa ghi nhận bất thường. Tóm tắt bệnh án thì bệnh nhân nữ 47 tuổi nhập viện vì tiêu máu đỏ tươi. Qua thăm khám ghi nhận là triệu chứng cơ năng là tiêu máu đỏ tươi, khối phồng hậu môn không đẩy lên được, tiêu phân nhỏ dẹt. Triệu chứng thực thể là da xanh, niêm nhạt, móng nhạt, mất bóng, khối phồng dạng vòng có ba búi lớn là kích thước khoảng 1-2 cm, vị trí 3-6, 12 giờ, ấn xẹp. Đặt vấn đề là bệnh nhân có tiêu máu đỏ tươi, hội chứng thiếu máu màng, khối phồng hậu môn, tiêu phân nhỏ dẹt. Thì chẩn đoán sơ bộ là xuất huyết tiêu hóa dưới mức độ nhẹ nghi do trĩ nội độ 4. Chẩn đoán phân biệt là xuất huyết tiêu hóa dưới mức độ nhẹ nghi do xa trực tràng, xuất huyết tiêu hóa dưới mức độ nhẹ do u đại trực tràng, xuất huyết tiêu hóa dưới mức độ nhẹ nghi do polyp trực tràng. Về biện luận lâm sàng đó thì tới đây đọc tiếp luôn hay sao thầy? Thì mấy bạn có muốn hỏi thì mấy bạn hỏi. Các bạn có đặt câu hỏi cho mình được phần khám hay là phần bệnh sử không ạ? À, mình có hỏi á. Mời Chu. À, mình hỏi cái phần bệnh sử á, tại nó hơi 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 kia. Thứ nhất đó là cái phần bệnh sử của bạn á, nó hơi dài, nó cách nhập viện tới 20 năm á. Thì cái khối phòng này ở bạn miêu tả nó giống như là, ý là mình thứ nhất đó là cái khối phòng này nó không có rõ là cái phòng này có liên quan tới cái lần nhập viện này hay không, nghĩa là nó có liên quan tới cái vận đi, nó có liên quan tới cái việc mà đi cầu ra máu của cái lần này hay không. Những cái lần trước đó thì cái khối phòng này có liên, lúc mà đi cầu đó, đi đại tiện đó, thì bệnh nhân có lòi cái khối này ra hay không, rồi bệnh nhân có điều trị gì hay không, hay là rồi thứ hai nữa là cái cách nhập viện 6 tháng này khi khối phồng này lòi ra thì bệnh nhân đã có tiêu máu hay chưa, rồi đó thì hai hai rồi hai cái đó nó ý là hai cái khoảng thời gian này nó khá nó quá xa nhau quá, nên không biết là cái khối này với lại cái lần nhập viện này thì nó có liên quan gì với nhau hay không. Dạ, cảm ơn bạn. Về cái điều trị đó thì trong 20 năm đó thì bệnh nhân khi xuất hiện là sau khi sinh sinh con xong thì xuất hiện, thì bệnh nhân có tới khám phụ sản phụ khoa. Sau đó thì bác sĩ nói là cái này là sau sinh thì nó có thể có, thì bệnh nhân chỉ tới khám lần đó thôi, sau này bệnh nhân không có đi khám bác sĩ nữa. Bệnh nhân có tự điều trị, là thật ra không phải tự điều trị, bệnh nhân là tự vệ sinh bằng năm hormone hàng ngày thì mình có hỏi. Còn về cái tiêu tiêu ra máu này á, thì nó xuất hiện khoảng 2 năm gần đây và tính chất thì như mình đã mô tả như vậy á, là nó xuất hiện khi đi tiêu chứ bình thường nó sẽ không có ra máu. Vậy lúc đó 20 năm trước người ta nói là bệnh nhân bị trĩ hay là bệnh nhân bị gì? Dạ, thì khi hỏi thì bệnh nhân nói là 2 năm trước bác sĩ khám, bác sĩ nói bệnh nhân bị trĩ. Vậy thì cái đó đã được chẩn đoán trước đó rồi.
Đó, bạn đưa vô tiền căn chứ bạn đưa vô bệnh sử chỉ 20 năm. Dạ, tại vì em cũng thắc mắc là nếu mà không có điều trị gì á, tức là được mà bác sĩ chẩn đoán là kỹ mà không có điều trị rồi không có giữ lại cái giấy, tại bệnh nhân không có còn giữ lại cái giấy ngày xưa á, nên em không biết là có đưa vô tiền căn được không. Theo mấy bạn nhưng mà khác đưa tiền căn không? Vậy em nghĩ là nếu mà mình hỏi là bệnh nhân được khám ở chẩn đoán ở viện nào, nếu mà là mình tin tưởng được cái lời nói của bệnh nhân thì mình có thể đưa vô tiền căn, còn không thì em nghĩ là mình có thể mình còn phải kiểm tra lại cái xác thực cái thông tin đó, nhưng mình sẽ không đưa vô bệnh sử vì khoảng thời gian nó quá dài. Dạ. Dạ, em xin hết. Rồi, còn ai có ý kiến gì nữa? Mình cũng đồng ý với Trung Minh đó Khoa, có nghĩa là cái lý do nhập viện của bệnh nhân lần này là tiêu máu đỏ tươi, thì trong cái phần bệnh sử chỉ cần tập trung vào cái lý do mà bệnh nhân tập trung để vô viện lần này thôi, tức là 2 tháng gần đây là bệnh nhân có tiêu máu nhiều lên, còn nguyên cái khoảng 20 năm rồi 6 tháng rồi 2 năm trước thì mình nghĩ là nên đưa vào phần tiền căn thì nó sẽ hợp lý hơn. Dạ thì cái phối phòng này thì bệnh nhân không có, thì theo mình nghĩ là nếu như bệnh nhân có điều trị kỹ hoặc là bệnh nhân được uống thuốc điều trị á, thì mình sẽ ghi nó vào tiền căn. Còn là bệnh nhân này mình có hỏi là bệnh nhân có được kê toa thuốc để uống thuốc không á, bệnh nhân nói không có. Rồi tôi không không bàn cái này nữa rồi nha. Ví dụ này nói nhiều quá rồi, giờ bạn còn đưa như vậy nữa, tôi đồng ý đưa vô tiền căn rồi tiếp. Dạ, các bạn có đặt câu hỏi cho cái phần của mình không? À, mình muốn hỏi cái lượng á, cái lượng của cái này á thì bạn ghi nhận của bệnh nhân á là chỉ có 10 đến 15 ml một lần là nó ít, nó khá là ít, nhưng mà ghi thêm nữa là sau khi tiêu bệnh nhân thấy mệt với chóng mặt, nếu mà đi xuất huyết đi đi tiêu ra máu mà bệnh nhân thấy chóng mặt á thì cẩn thận cái mức độ này xuất huyết nó sẽ nhiều hơn so với cái lượng mà bệnh nhân khai á. Dạ, thì về cái lượng này thì mình lượng do là mình hỏi bệnh nhân nó chỉ nhỏ giọt chút vài giọt, với lại là nó dính một ít ở ngoài phân thì mình ước lượng ra vậy. Còn cái mình có hỏi thêm bệnh nhân có mệt và chóng mặt không ấy, thì bệnh nhân nói có. Mà nếu mà đáng lẽ ra mình sẽ hỏi luôn là cái mệt và chóng mặt này mới xuất hiện ở những cái lần ở 2 tháng gần đây thôi hay là trước đây cũng vậy, thì cái này mình có khai thác thiếu. Dạ. Thì mình sẽ bổ sung sau. Cho mình hỏi là cái sai trực tràng với cái chỉ mình có phân biệt được lúc mình thăm khám hậu môn không? Sa trực tràng là mình muốn phân biệt lúc muốn hỏi là lúc phân biệt lúc khám hậu môn có phân biệt được hai cái đó không ạ? Theo mình nghĩ là tại vì cái này mình không, mình xin trả lời cái mình biết thôi, thì mình nghĩ là chắc là có không biết được. Là nó khó phân biệt hay là có phân biệt được? Đã có được, có phân biệt được. Có phân biệt được chỉ phân biệt bằng cách nào? Dạ,
Hai cái đó thì nó đều được phủ bởi niêm mạc, nhưng mà cái chỉ nó sẽ hơi tím hơn một chút, còn cái niêm mạc trực tràng thì nó hồng hơn. Chỉ thì nó chia, nó sẽ có búi nữa, nó là khối phồng nhưng nó sẽ dạng búi. Còn cái trực tràng đó thì nó sẽ là nguyên một cái khối, nó căng và nó không có dạng búi. Ngoài ra là chỉ thì nó sẽ có nhiều hình thái nữa, chứ không phải là cái hình thái nào cũng nghĩ tới xa. Ví dụ như là nó chỉ một hai búi và nó ấn xẹp đó, thì nó nằm ở trên đường, nó nằm ở trên cái đường lược, cái vị trí chỉ nội thì mình sẽ phân biệt được luôn. Có bạn nào có ý kiến thì bạn mình nói thì có ý kiến. Có bạn nào có ý kiến gì không? Cái chỗ mà khám để phân biệt giống như Khoa nói á, thì không biết là Khoa khám lần nào chưa, nhưng mà khi mà mình khám với lại mình nhớ là mình đọc sách đó thì cho là liệu có viết là rất là khó để phân biệt được cách khám hai, để phân biệt hai cái đó Khoa. Còn trên lâm sàng thì mình cũng chưa khám được lần nào, thì không biết không Khoa khám nó khám được thật không. Dạ thì mình khám chỉ thì mình khám rồi, chứ còn xa trực tràng thì mình thật sự mình cũng chưa gặp. Thì tại vì nãy bạn nên hỏi là hỏi về cái phần lý thuyết, thì mình đọc sách thì mình thấy vậy thì mình nói vậy thôi. Các bạn khác phân biệt như thế nào? Cái này nếu mà học ở Y4 tôi cứ nói cách phân biệt giữa cái khám xa trực tràng với khám chỉ rồi. Nhưng bạn về các bạn coi lại, chủ yếu là cái màu sắc niêm mạc là không đúng. Chỉ nội với chỉ ngoại, ở chỉ nội với xa trực tràng nó đều phủ bên lên với niêm mạc trực tràng hết đó. Màu sắc là nó không đúng. Và cái mà người ta quan trọng á, nó chính là cái nếp đường đi của nếp niêm mạc. Cái đường đi của nếp niêm mạc thì mấy bạn về coi coi cái nếp niêm mạc như thế nào, coi lại cái nếp niêm mạc như thế nào thì người ta gọi là sao sao trực tràng của nếp niêm mạc nó chạy như thế nào ha. Người ta nghĩ nó là búi chỉ. Có ai trả lời được không? Nếp nếp niêm mạc nó tập trung vào, nó chạy vào trong đồng tâm lại là nghĩ là xa trực tràng, còn cái chỉ nó sẽ, nếp niêm mạc nó sẽ chạy xung quanh, chạy không có đồng tâm lại này. Nếu mà chỉ á, thì các nếp các giữa các búi chỉ nó có khoảng cách, nó sẽ có đường nó chạy nếp niêm mạc, nó giống như cái đường nếp niêm mạc nó chạy, nó sẽ gọi là xuyên tâm và tất cả nó đều hướng vô trung tâm hết. Còn nếp niêm mạc của xa trực tràng á, là cái khối xa ra nó có những nếp niêm mạc vòng tròn xuyên suốt chạy hình đồng tâm ha. Rồi tiếp. Dạ, về biện luận lâm sàng đó thì là xuất huyết tiêu hóa thì bệnh nhân khai có tiêm máu đỏ tươi 2 tháng nay và túi C có dính máu đỏ tươi nên là bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa. Xuất huyết tiêu hóa dưới là vì bệnh nhân tiêm máu đỏ tươi và bệnh nhân mạch không nhanh, không có tụt huyết áp tư thế và bệnh nhân tỉnh táo. Nhiều loại xuất huyết tiêu hóa dưới, vì nếu mà xuất huyết trên mà gây máu đỏ tươi đó, thì nó phải lượng nhiều ồ ạt và thường là ảnh hưởng tới huyết động của bệnh nhân. Mức độ xuất huyết thì bệnh nhân vẫn tỉnh táo, không có kích thích vật vã,
mạch 78 lần một phút, huyết áp 120 trên 80, nhịp thở 18 lần một phút, thì nghĩ là mức xuất huyết tiêu hóa nó dưới mức độ nhẹ. Còn diễn tiến hay không thì cái ngày khám thì bệnh nhân khai là buổi tối bệnh nhân tiêu thì vẫn có máu đỡ tươi như vậy, thì nghĩ là bệnh nhân vẫn còn xuất huyết do cái tình trạng của bệnh nhân chưa được giải quyết. Về các nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa dưới thì có trĩ, đầu tiên là trĩ nội độ 4, thì bệnh nhân này có cái ăn uống là ít chất xơ, nghề nghiệp là công nhân mang vác nặng. Lâm sàng bệnh nhân có tiêu máu đỏ tươi dính phân nhỏ giọt sau tiêu, cộng với lại là khối phòng hậu môn đẩy không lên được. Thì khi khám thì là nó dạng phòng và có ba búi lớn ở vị trí 3, 6, 12 giờ ấn xẹp, bắt nguồn từ đường lược, thì nên nghĩ bệnh nhân có một cái trĩ nội độ 4. Xa trực tràng thì ít nghĩ tới hơn vì xa trực tràng thì có nghĩ tới vì bệnh nhân là nữ lớn tuổi, khối phòng xuất hiện sau khi sinh đẻ. Và khám thì thấy cái khối họng này phủ niêm mạc thì có nghĩ tới xa trực tràng nhưng mà ít nghĩ hơn so với lại cái trĩ nội độ 4 vì là nó cái màu thì không có đúng nữa. Nó chiên ngấn thì nó sẽ như nãy em nói là nó cái trĩ nó sẽ chia ra ngấn mà nó tách ra này. Còn cái của xa trực tràng thì nó sẽ đi vào trung tâm hình tròn. Dạ. Tiêu máu đỏ tươi của trĩ thì thường là do đi tiêu và máu chảy nhỏ giọt. Còn cái xa trực tràng thì nó thường là do cái cọ xát. Thì cái bệnh nhân này thường là tiêu máu đỏ tươi khi đi tiêu nên nghĩ gì là nó trĩ hơn. Ung thư trực tràng thì cũng có nghĩ tới vì là bệnh nhân này lớn tuổi, tiêu máu đỏ tươi và bệnh nhân này có khai là một năm gần đây bệnh nhân có phân nhỏ dẹt. Và bệnh nhân có hội chứng thiếu máu mẹ nữa. Mà có một số cái không ủng hộ là bệnh nhân này tiền căn gia đình thì chưa ghi nhận tiền căn ung thư polyp đại tràng trước đây. Bệnh sử thì bệnh nhân không có móc rặn, không chán ăn, sụt cân, không có đau bụng. Khám hậu môn trực tràng thì cái phần trực tràng khám được thì nó trơn láng. Nhưng mà không loại trừ được là những cái u trực tràng ở cao hơn cái phần mình khám được. Nên là vẫn cần phải nội soi cái đại trực tràng. Ở polyp trực tràng thì nghĩ tới vì là polyp trực tràng cũng có thể xa xuống và tạo thành khối phòng hậu môn, nó không đau và cũng có thể gây tiêu máu đỏ tươi. Mà nó ít nghĩ hơn thì polyp này thường là phải có cuốn dài xuất và nó xuất phát từ trực tràng xuống, và nếu mà nó là polyp thì nó ấn sẽ không có xẹp và nó cũng không có nằm trên đường lược. Đề nghị cận lâm sàng thì là cận lâm sàng chẩn đoán phân biệt là nội soi đại trực tràng. Cận sơ lâm sàng thường quy hỗ trợ điều trị là có công thức máu, nhóm máu, đông cầm máu, bun, creatinin, EGFA, ion đồ, AST, ALT, co máu, siêu âm bụng, X quang ngực. Về kết quả cận lâm sàng thì nội soi trực tràng là đại tràng sigma niêm mạc bình thường, trực tràng niêm mạc bình thường, hậu môn có chỉ xa, kết luận là loại trừ được ung thư trực tràng, xa trực tràng, polyp trực tràng. Nhưng mà bệnh nhân này 47 tuổi, cộng hội chứng thiếu mẹ có xuất huyết tiêu hóa dưới thì đề nghị thêm là cái nội soi toàn bộ đại trực tràng để đánh giá các nguyên nhân mà xuất huyết gây xuất huyết tiêu hóa dưới mà ở trên cái trực tràng, ở trên cái vị trí trực tràng. Công thức máu thì bệnh nhân bạch cầu không tăng, thiếu máu hồng cầu nhỏ dược sát mức độ trung bình, cộng bệnh nhân này có HCT thấp thì nó phù hợp với bệnh nhân có cái hội chứng thiếu máu mẹ, cộng với là cái tình trạng tiêu máu đỏ tươi vẫn còn tiếp diễn. Nên là HCT bệnh nhân thấp. Đông cầm máu thì chưa ghi nhận bất thường, nhóm máu O cộng. Siêu âm bụng chưa ghi nhận bất thường trên siêu âm. Sinh hóa máu chưa ghi nhận bất thường. Ghi âm đồ bình thường. Tổng phân tích nước tiểu với quang thẳng ECG chưa ghi nhận bất thường. Chẩn đoán xác định là xuất huyết tiêu hóa dưới mức độ nhẹ do trĩ nội độ 4. Các bạn có câu hỏi hay là góp ý cho cái phần biện luận không ạ? Cái mức độ hồi lúc mà công thức máu là nó 9.4 là mức độ trung bình đó. Thấy cho nó xác định là mức độ nhẹ như cái thuốc quen số đó. Còn về cái
cái mức độ thì cái thiếu máu còn còn nhỏ, kiểm soát mức độ trung bình thì mình đồng ý, còn cái mức độ nhẹ là tại mình đang đánh giá theo cái xuất huyết tiêu hóa, cái tình trạng cấp này của bệnh nhân đó. Xuất huyết tiêu hóa dưới cấp của bệnh nhân thì em cũng còn tỉnh, không có vật vã, mạch cũng bình thường ấy, thì mình đánh giá mức độ nhẹ. Rồi, có bạn nào có ý kiến gì nữa không? Bạn nào có ý kiến gì nữa không? Tôi có hai ý kiến thôi. Một là cái xa trực tràng này, bạn có cần phải đưa vô chẩn đoán phân biệt theo cái biện luận của bạn không? Nếu bạn khám lâm sàng nó đã ăn đã loại được cái xa trực tràng. Cái thứ hai á, cái xuất huyết tiêu hóa này là xuất huyết tiêu hóa cấp hay bệnh nhân này là xuất huyết tiêu hóa cấp hay là tình trạng thiếu máu mãn? Dạ, bệnh nhân này có một cái xuất huyết tiêu hóa cấp là do bệnh nhân có HCT giảm, và bệnh nhân này có cái MCH và MCV nó cũng giảm luôn đó, thì và cái phù hợp với cái bệnh sử bệnh nhân là bệnh nhân đã chảy máu, cũng đã có đi tiêu đa máu khoảng một thời gian lâu trước rồi, xong rồi cái 2 tháng gần đây là nó đi tiêu nhiều hơn, nên là em nghĩ là bệnh nhân cũng có tình trạng thiếu máu mạng nữa. Các bạn khác theo các bạn thì bệnh nhân là thiếu xuất huyết tiêu hóa cấp hay là bệnh nhân thiếu máu mạng trên một nền là chỉ xuất huyết rỉ rả? Em nghĩ là ca này có MCV với MCH thì nó giảm lòng còn nhỏ nhiều sắc, thì em nghĩ là có khả năng bệnh nhân này có thiếu máu mạng trước đó, và đồng thời bệnh nhân có kèm thêm cái xuất huyết rỉ rả nữa. Mình có thể tầm soát bệnh nhân bệnh thiếu máu thiếu sắt hay là mấy cái bệnh về tan huyết di truyền. Sao mình không điều trị cái chỉ điều trị chỉ trước rồi coi nó có trở về bình thường trước không ấy, nếu mà nó không bình thường thì mình mới tìm các bệnh khác. Thấy cái MCV với MCH nó tụt thấp quá, với lại chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân thì nãy là khoa kêu là đặc thù của bệnh nhân ăn uống không có đầy đủ dinh dưỡng á, thì mình cũng nghĩ là cái món thứ sắt kèm thêm cái triệu chứng này nó thêm cái bệnh là bị chảy xuất huyết bị chảy này. Nếu mấy bạn coi lại MCV, MCHC, MCH, MCHC, ba cái chỉ số này giảm thì người ta nói là thiếu máu hồng cầu nhỏ nhiệt sắc, thì nó thường gặp một thứ nhất là trong cái gì, trong cái thiếu máu mạng, còn thiếu máu cấp là cái gì, ba cái chỉ số này nó hoàn toàn không có thay đổi. Đâu phải lúc nào mất chỉ nó cũng mất gây cho mấy bạn mất máu cấp đâu, chỉ nó chảy máu từ ngày, nó chảy máu rỉ rả từ ngày này qua ngày khác thì nó là một cái thiếu máu mạng mà. Dĩ nhiên cái thiếu máu mạng này mấy bạn không thể loại trừ với các nguyên nhân thiếu máu mạng khác. Tuy nhiên trên bệnh nhân bạn đã thấy được bệnh nhân có điểm chảy máu rỉ rả rồi, thời gian chảy máu kéo dài lâu ngày thì các bạn phải nghĩ tới cái nguyên nhân, cái bệnh nhân này có gì,
Hồi nãy bạn nói trên gì da niêm mất bóng gì đó, da mất bóng gì đó ha, rõ ràng bệnh nhân này có một cái tình trạng thiếu máu mạng. Dạ, cái chẩn Tôi đoán đâu có bệnh thấy nhân bệnh cho là nhân này đâu chảy máu ồ ạt của xuất huyết tiêu hóa đâu. Mấy bạn đi khám những bệnh nhân chỉ với những bệnh nhân mà thật sự thiếu máu như thế này nè nha, rất ít và người ta thường thiếu máu lâu ngày, hiếm có trường hợp nào mà chỉ mà chảy máu một cách ồ ạt mà tới chảy máu ồ ạt liền á, à, có nghĩa là bệnh nhân mới bị chỉ xong chảy máu ồ ạt mà dẫn đến cái tình trạng mà bệnh nhân thiếu máu. Dĩ nhiên cái nguyên nhân nè, ở bệnh nhân lớn tuổi như thế này, nguyên nhân u trực tràng đi kèm hay là polyp đại trực tràng đi kèm, cái này dĩ nhiên là mình phải nghĩ tới chứ mình không có thể bỏ, không thể loại trừ. Tuy nhiên cái nguyên nhân chảy máu hiện tại trước mắt mình thấy ở đây là chảy máu do chỉ, thiếu máu mãn do chỉ, nhưng những cái bệnh u trực tràng hay là polyp đại trực tràng, cái đó là có thể có trên bệnh nhân này và những cái đó có thể là bệnh đi kèm chứ không phải gọi là chẩn đoán phân biệt được. Bạn trở lại cái chẩn đoán phân biệt của bạn đi. Bạn quay lại cái chẩn đoán phân biệt của bạn đi. Dạ rồi ạ. Màn hình của tôi chưa thấy. Dạ, thầy đợi em chút, chắc là do mạng nó hơi chậm. Rồi. Đó. Phải không? Bạn đã khám trên lâm sàng, bạn đã xác định bệnh nhân này có chỉ nội độ 4 rồi. Chắc chắn bệnh nhân này là có chỉ nội độ 4 rồi. Nếu mà bạn thấy bệnh nhân đang xuất huyết tiêu hóa nữa, bệnh nhân cái chỉ đó đang chảy máu nữa thì bạn có thể chẩn đoán luôn bệnh nhân này là chỉ xuất huyết, chỉ độ 4 xuất huyết. Còn nếu mà bệnh nhân bạn chưa có xác định được cái chỗ này có chảy, có phải là chỉ xuất huyết hay là xuất huyết do các nguyên nhân khác, thì chỉ có khi không xuất huyết mà. Nhưng trên bệnh nhân này chắc chắn có chỉ rồi thì cái chẩn đoán phân biệt của bạn cũng phải có chỉ ở trong đó chứ. Bây giờ bạn chỉ chẩn đoán phân biệt là nguyên nhân gì thôi, chứ nếu bạn chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa mức độ nhẹ nghi do xa trực tràng, xuất huyết tiêu hóa nhẹ mức độ nhẹ nghi do u đại trực tràng, rồi cái chỉ ở chỗ nào, nghĩa là bệnh nếu mà bệnh nhân này có u đại trực tràng vậy thì không, bệnh nhân không có chỉ hả? Dạ đúng rồi, không phải có. Thì là bệnh nhân này cũng có chỉ nữa, thì cái u đại trực tràng là chỉ nó cùng tồn tại luôn hai cái. Các bạn nào có ý kiến gì nữa không? Bạn ghi vậy là sai rồi, do chỉ nội độ 4 là sai rồi. Bây giờ bạn đang nghĩ tới cái chuyện là xuất huyết tiêu hóa này do chỉ hay là do nguyên nhân khác đi kèm, thì bạn đang chứng đoán là do u đại trực tràng, xuất huyết tiêu hóa do u đại trực tràng. Nếu mà không có chảy máu thì bạn đâu nghĩ tới u đại trực tràng. Cái vấn đề bạn đang nghĩ chảy máu là do nguyên nhân gì, do nguyên nhân do chỉ hay do nguyên nhân u đại trực tràng, mà bệnh nhân này chắc chắn có chỉ rồi. Ở trên bạn đã nghĩ,
để chẩn đoán xác định phân biệt chẩn đoán sơ bộ là do chỉ rồi. Thì cái bệnh nhân này cái chẩn đoán sơ bộ có nên để cái u đại trực tràng trên nền chỉ nội lên trước không mày? Tại bệnh nhân này có cái phân nhỏ dẹt nữa. Ủa, tôi nói rõ quá trời, thì tôi nói bệnh nhân này xuất huyết, bạn muốn chẩn đoán phân biệt là bây giờ bạn đang chẩn đoán phân biệt nguyên nhân của cái xuất huyết tiêu hóa là cái gì. Bạn nào hiểu rõ ý của tôi thì đọc cho bạn mình đi. Dạ em chỉnh rồi thầy, mà tại mạng chậm nó chưa có thay đổi. Cái chẩn đoán phân biệt lại là xuất huyết tiêu hóa dưới mức độ nhẹ gây do u đại trực tràng trên nền chỉ nội độ 4, và xuất huyết tiêu hóa dưới mức độ nhẹ gây do polyp trực tràng trên nền chỉ nội độ 4. Rồi, qua chỗ khác. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Thầy ơi, cái xuất huyết tiêu hóa dưới do u đại trực tràng trên nền chỉ nội mình nên chẩn đoán sơ bộ được không thầy? Tại vì ở bệnh nhân này có tiêu phân nhỏ dẹt. Thì bạn muốn đưa chẩn đoán sơ bộ cái gì, miễn bạn thấy hợp lý thì bạn đưa chẩn đoán sơ bộ, còn cái gì mà bạn thấy không hợp lý thì bạn đưa là chẩn đoán phân biệt. À, còn ai có ý kiến gì nữa không? Cái chuẩn đoán chuẩn đoán xác định đó thì mình nó cần ghi thiếu máu ở đâu không? Hay là mình chỉ ghi là số tiêu hóa mức độ nhẹ thôi cho chị thì thấy có thiếu máu nữa. Đúng, có bệnh nhân này có thiếu máu mạng thì mình phải có cái thiếu máu mạng nữa. Tôi hỏi thiếu máu mạng của bạn á, nó là một vấn đề hay là một bệnh? Hả? Mấy bạn sao đưa cái vấn đề vô làm chẩn đoán được? Thiếu máu mạng nó là một cái vấn đề mà bạn phải tìm nguyên nhân nó ra, nó là thiếu máu mạng do gì? Tất cả các bạn, các bệnh ở đó nó đều có gây thiếu máu mạng không? Bạn có nghi nguyên nhân thiếu máu mạng khác do những cái nguyên nhân, những nguyên nhân bạn có nghi cái tình trạng thiếu máu mạng do những nguyên nhân khác gây ra hay không? Dạ có cái những cái bệnh như là bệnh nhân mà bị suy thận hoặc là bệnh gan và các Tôi tình nói, trạng khác. tôi đang nói trên bệnh nhân này chứ tôi không có nói lý thuyết của mấy bạn.
Dạ thì sẽ không có nghĩ tới nguyên nhân khác. Tại vì bệnh nhân này có rõ ràng cái xuất huyết do trĩ rồi. Rồi đi tiếp. Điều trị thì nguyên tắc điều trị đầu tiên là điều trị ngoại khoa thì chỉ định phẫu thuật của bệnh nhân là chỉ nội độ 4 gây xuất huyết tiêu hóa dưới. Phương pháp phẫu thuật là phẫu thuật lông gô do bệnh nhân có trĩ vòng. Có thể phẫu thuật wide head nhưng mà phẫu thuật này ít sử dụng hơn do gây biến dạng hậu môn nhiều và gây tăng chất tiết từ niêm mạc trực tràng ở da xung quanh hậu môn. Điều trị nội khoa là thay đổi lối sống, ăn nhiều chất xơ, uống đủ nước, tránh mang vác nặng. Đầu tiên là điều trị ngoại khoa thì chuẩn bị ruột trước mổ là feed enema 118 ml một chai nhân 2 19 giờ và 7 giờ sáng ngày trước phẫu thuật. Kháng sinh dự phòng đó thì là cefoxitin 1 gam một lọ nhân 2 cộng với natri clorua đủ 100 ml truyền tĩnh mạch 30 vòng phút 30 phút trước mổ. Phương pháp phẫu thuật là phẫu thuật lông gô thì các phẫu thuật có các biến chứng như là sóng phân, chảy máu, bí tiểu, đau, hẹp hậu môn. Điều trị sau mổ thì sau phẫu thuật thì bệnh nhân nghỉ ngơi tại giường, tránh ngồi dậy đột ngột. Sau mổ 8-10 giờ thì bệnh nhân có thể ngồi dậy, tập đi lại, vệ sinh cá nhân. Sau 24 giờ thì bệnh nhân có thể tự đi lại được. Ăn đồ ăn loãng trước, súp, cháo loãng, nước yến, cho đến khi đặt dần cháo đặc, cơm, ăn nhiều chất xơ và trái cây, kiêng ăn tiêu, ớt, rượu bia, cà phê, thuốc lá, trà đặc. Uống nhiều nước 2 lít mỗi ngày để phòng ngừa táo bón. Tiêu tại giường khi mới được chuyển về phòng bệnh. Khi bệnh nhân có thể đi lại được thì bệnh nhân có thể tự đi vệ sinh. Đi tiêu không có rặn hoặc là đính nhiều thì có thể gây đau, rát, chảy máu. Gọi nhân viên y tế nếu mà có chảy máu, không đi tiêu được, đau nhiều hoặc là sốt. Ngoài ra cho thêm thuốc phọt lát 10 g một gói ngày. Tatanol 500 mg 3 viên ngày, Venocan 500 mg 3 viên ngày là ngâm hậu môn mình được ấm. Điều trị ra viện là phọt lát 10 g một gói ngày nhân 7 ngày. Tatanol 500 mg 3 viên ngày nhân 7, Venocan 500 mg 3 viên ngày nhân 7. Ngâm nước hậu môn mình nước ấm, giữ khô vùng hậu môn sau khi đi tiêu, rửa hậu môn mình nước ấm, dùng khăn mềm để kẹp thấm khô, tránh thục lửa âm đạo. Và làm việc nặng cho đến khi được sự đồng ý và hướng dẫn bác sĩ. Ăn uống bình thường, ăn nhiều rau củ, trái cây, kiêng tiêu ớt, rượu bia, cà phê, thuốc lá, uống nước ít nhất 2 lít một ngày. Làm việc lại bình thường khi hậu môn trở lại làm việc khi hậu môn giảm đau và hạn chế ngồi lâu, nhất là 2 tuần đầu sau mổ. Hạn chế đi xe máy trong 4 tuần sau mổ, sinh hoạt tình dục sau 8 đến 2 tuần, tránh táo bón đại tiện quá nhiều lần trong ngày. Rặn nhiều vì dễ chảy máu, vết mổ, tái khám đúng hẹn. Các bạn khác có ý kiến gì không? Cái flip anima cái đó là thuật tháo đúng không ta? Mình lên đúng rồi. Tôi đề nghị mấy bạn mai mốt mấy bạn trình bày bệnh án á, ha. Các bạn đừng nên ghi tên thương mại ở trong cái bệnh án. Các bạn nên ghi tên biệt dược ở trong đó, ghi tên gốc của bệnh của thuốc ở trong đó, ha. Chứ đừng ghi tên thương mại. Tên thương mại mai mốt rủ bạn ra trường bạn làm bạn chỉ biết cái loại đó thôi, mà loại đó bây giờ không có thì sao? Rồi còn bạn nào có ý kiến gì khác không? Ok, cái Flip Anima thì dùng sao phải dùng 2 lần đúng rồi, là 17 19 giờ ngày hôm trước với 7 giờ sáng ngày hôm sau luôn ạ. Dạ, cái Flip Anima thì dùng 2 lần đó. Nên nhưng mà
Nếu theo mình nghĩ thì cái đó là thuật tháo là làm sạch ngay lúc đó, thì kiểu như mình làm sạch xong rồi mình phẫu thuật luôn, rồi có khác gì với việc là mình làm sạch hai lần không? Dạ thì làm sạch hai lần thì nó sẽ sạch hơn cái dạ, và mình coi cái bác sĩ trong khoa mình thấy là có dùng cái phi enema hai lần. Bạn coi hồ sơ mà bạn không có chịu cái tra sách gì hết. Split enema là gì? Bạn coi split enema là cái gì? Chỉ định của nó như thế nào? Liều dùng của nó như thế nào? Và bạn sẽ thấy cái bất thường của cái này. Tại sao split enema dùng hai lần một ngày? Không phải bất thường mà bạn bạn coi tại sao người ta dùng lít enema hai lần một ngày như thế này. Ủa, lít enema hai lần như thế này 19 giờ và 7 giờ sáng có nghĩa là 12 tiếng. Thì cái liều dùng này là liều dùng như thế nào? Bạn tra đi, lít enema dùng như thế nào, nó là cái gì? Dạ, em tra thì thấy nó ghi là dùng một lần trước khi phẫu thuật và 3 đến 5 giờ, còn cái đây nó dùng hai lần. Tại sao dùng hai lần? Vậy dùng hai lần đúng hay là sai? Cái lít enema này là lít enema là dạng uống hay là dạng bơm? Theo mấy bạn này là uống hay bơm? Hả? Bạn có bao giờ bạn dùng lít enema chưa? Dạ bơm anh ơi, cái này là dạ bơm. Lít enema này là dùng để bơm. Thì có bao giờ bạn sử dụng chưa? Có ai sử dụng hai lần không? Dạ cái này em không biết. Em dạ có một lần em thấy chuẩn bị trước phẫu thuật thì dùng một lần. Phẫu thuật gì? Dạ cái dạ, cái đó là hình như là bệnh nhân phẫu thuật trĩ hay gì cũng dùng cho cái trĩ luôn. Các bạn về coi lại cho tôi, chuẩn bị ruột để phẫu thuật bệnh đường tiêu hóa. Tôi nghĩ là nó sẽ có thi đó. Đi lâm sàng rồi bạn quay lại trở lại như chỗ này. Dùng hai lần là đúng hay là sai? Dạ cái này em không biết, có bạn nào biết có thể giúp mình được không? Mai mốt mấy bạn trình bệnh á, mấy bạn điều trị á, thì mấy bạn sử dụng cái kiến thức của mấy bạn điều trị chứ, rồi mấy bạn sẽ so sánh với cái thực tế điều trị của bệnh nhân, chứ không phải người ta điều trị như thế nào là mấy bạn chép thẳng vô như vậy. Bệnh nhân này nằm ở Bình Dân hay Thống Nhất?
Trời Bình Dân nằm ở Thống Nhất à? Vậy thì bạn vô bạn hỏi bác sĩ bên đó đó, bác sĩ nào cho bạn hỏi lý do làm sao, tại sao người ta sử dụng hai lần, rồi tự mấy bạn tìm hiểu coi sử dụng hai lần hay một lần. Rồi còn ai thắc mắc gì nữa? Dạ em có thắc mắc thầy. Em hỏi là cái lúc mà em coi cái bệnh án thì thấy có bác sĩ cho cái diosmin 450 mg hesperidin đó thầy, thì cái này là em thấy là nó là thuốc trợ tĩnh mạch, thì thường là bệnh nhân điều trị nội, còn cái này không biết sao khi phẫu thuật xong đó thì thấy các bác sĩ vẫn có dùng. Có ai có trả lời cho bạn mình không? Bệnh nhân này sử dụng phương pháp mổ là gì bạn? Dạ, phẫu thuật lông gô. Phẫu thuật Longo là gì bạn? Nguyên tắc của phẫu thuật Longo là gì? Dạ, nguyên tắc của phẫu thuật lông gô là mình sẽ cái khâu, tức là mình sẽ khâu một vòng cái quanh trực tràng, cái xong mình sẽ đưa một cái tháp lơ lên, rồi mình Tôi hỏi nguyên tắc của phẫu thuật Longo, cơ chế của phẫu thuật Longo trong điều trị chỉ là gì? Tôi không hỏi kỹ thuật. và dùng tách lơ cắt một phần trĩ nội ra ngoài, đồng thời treo cái phần trĩ còn lại để làm mô đệm cho cái ống hậu môn. Ở đâu mà có cắt chỉ ra ngoài? Phẫu thuật lông gô nào mà có cắt chỉ ra ngoài? Các bạn khác cho tôi biết coi. Dạ thưa thầy, là cái phẫu thuật lông gô là mình không có cắt chỉ, cái bố chỉ nó vẫn còn mà mình chỉ cắt cái lớp niêm mạc ở phía trên để kéo cái bụi chỉ lên trên thôi ạ. Đúng rồi. Nguyên nguyên tắc của phẫu thuật lông gô là gì? Ta cắt khoanh niêm mạc, khoanh niêm mạc với niêm mạc trên đường lược để làm cái chuyện gì? Thì khâu treo cái búa chỉ, ép cái búa chỉ lên trên, cho vậy cái búa chỉ nó vẫn còn. Thì người ta sẽ sử dụng cái men đó làm bền tĩnh mạch. Sau đó có thể là do cái nguyên nhân là búa chỉ nó vẫn còn, người ta muốn bền cái thành tĩnh mạch. Hoặc là sau cắt chỉ, người ta không cắt chỉ, nó không phải là mấy bạn sẽ cắt toàn bộ hết tất cả búa chỉ đâu. Mấy bạn có thể cắt một búa chỉ, hai búa chỉ, thì những cái búa chỉ nhỏ, những cái tĩnh mạch thông nó nhỏ nó vẫn còn, thì mình có thể sử dụng cái diosmin này để làm bền cái tĩnh mạch đó. Rồi ai thắc mắc gì nữa? Bạn cho tôi coi cái phần khám của bạn đi. Tôi hỏi lý do bạn chọn phẫu thuật Tongo ở đây là gì? Dạ, phẫu thuật lông gô thì tại vì cái búi chỉ nó dạng vòng nên là phẫu thuật lông gô, chọn phẫu thuật lông gô để cắt được hết cái vòng của cái búi chỉ. Tôi nói rồi, không có cắt chỉ mà.
Congo là không À, có dạ. cắt chỉ mà. Các cái phần niêm mạc trên. Tôi thấy bạn ghi là khối phòng dạng vòng có ba búi chỉ lớn 3 giờ, 6 giờ, 12 giờ. Là sao bạn? Dạ, Còn những vị trí nó là ngoài những vị trí khác thì sao? cái chỗ đó nó to hơn thầy, nhưng mà nó có dính với nhau nữa. Rồi. Vậy bây giờ bạn không sử dụng phẫu thuật Longo thì bạn sử dụng các phẫu thuật khác được không? Và cái thứ nhất, cái thứ hai tôi hỏi bạn, phẫu thuật Longo nó được chỉ định cho những bệnh nhân nào? Ở đây tôi thấy bạn sử dụng phẫu thuật Longo cho chỉ độ 4. Vậy thì hiệu quả hay không? Em cái về cái độ phẫu thuật lông gô thì nó thường là dùng cho độ 3, còn cái độ 4 á thì người ta sử dụng phương pháp khác, và khi em đọc á thì nó cũng có dùng phẫu thuật lông gô để cắt cái chỉ vòng, nên là em cũng thắc mắc nên là đưa lên để hỏi. Chỉ vòng đâu chỉ có một cái phương pháp phẫu thuật Long Gô bạn, thì chỉ vòng còn các phương pháp điều trị gì nữa? Dạ, phẫu thuật quay hết. Quay hết là làm sao? Quay hết là làm sao? Dạ, cái phẫu thuật này em chưa có tìm hiểu cái cách làm này. Dạ, Bạn thế không này là cần cái bạn không cần tìm hiểu cách làm, nhưng mà quay hết chỉ định cho những trường hợp nào và biến chứng của nó là gì? Bạn nữ mới nói đó, trả lời. dạ thưa thầy, thì theo em đọc là cái phẫu thuật gây hết thì nó sẽ cắt bỏ một cái khoang vòng niêm mạc của ống hậu môn, và nó chứa cái búi chỉ nội đó. Thì cái chỉ định của nó là cái em nghĩ là cái búi dạng vòng á, thì mình sẽ cắt quay hết. Bất lợi của quay hết là cái gì? Lợi của quay hết là cái gì? Dạ, làm biến dạng hồng môn ạ. Còn gì nữa? Dạ là tăng tiết chất nhờn từ niêm mạc trực tràng ra da xung quanh hậu môn nữa. Rồi còn gì nữa không? Dạ, có thể dễ bị bục, tại vì sẽ kéo thêm mạc của trực tràng xuống thấp tới hậu môn, nó có thể dễ bị bục vết mổ. Không không có biến chứng đó. Mấy bạn về cho tôi coi cho tôi nè. À, chỉ vòng thì điều trị bằng những phương pháp nào? Cái thứ hai, chỉ độ 4 thì mình sẽ sử dụng những cái phương pháp nào? Cái thứ ba, bạn coi cái phẫu thuật Long Gô chỉ định cho những trường hợp nào? Cái thứ tư, mấy bạn coi cái bất lợi ha, cái biết cái bất lợi của từng cái phẫu thuật, phương pháp phẫu thuật đó là như thế nào. Cái phẫu thuật quay hết hầu như là giờ này không ai còn làm, không ai làm nữa hết đó. Phẫu thuật quay hết hầu như không ai làm hết đó. Bởi vì nó có nhiều cái biến chứng lắm,
ha, bạn cắt cả một cái vòng chỉ đó rồi bạn kéo niêm mạc xuống cái khâu dưới da hậu môn. Rồi phẫu Dạ. thuật Robo á, phẫu thuật Robo sử dụng cái chỉ độ 4 á, nó còn ta gọi là còn đang bàn cãi rất là nhiều, tại vì cái khả năng cái phẫu thuật Robo á cho chỉ độ 4 hiệu quả nó thấp lắm. Rồi bạn nữ muốn nói gì? Dạ thưa thầy, là em đọc sách đó thì em thấy có nhiều phương pháp mổ như là cái Topaz với lại cái Milligan Morgan rồi Ferguson này, thì em không biết là trên lâm sàng bây giờ mình còn sử dụng những cái phương pháp nào để học cho chắc này. Hầu như chỉ bây giờ á có các phương pháp tôi nói chưa, hầu như tùy vào phẫu thuật viên và người ta sẽ làm, ví dụ như á, và người, phẫu thuật viên là một phần nhưng mà còn chỉ định nữa. Đối với cái chỉ mà hiện giờ người ta làm nhiều á, đó là phẫu thuật Longo. Cái thứ hai á là laser. Đối với đó là những cái chỉ mà khoảng độ 2 cho tới độ 3. Còn những cái chỉ mà độ 4 ha. Chỉ độ 4 thì thông thường nếu mà phải cắt chỉ á thì cái phương pháp mà phẫu thuật người ta thường nhất á là người ta dùng xanh mạch. Xanh mạch có nghĩa là cái phương pháp Milligan một găng của mấy bạn á, Milligan một găng là cái người làm phương pháp đó đầu tiên, còn xanh mạch là cái bệnh viện nơi cái ông Milligan một găng đó đó ông làm việc và ông bỏ cái đó thì người ta gọi là cái phương pháp xanh mạch hay là Milligan một găng. Ferguson thì nó cũng giống như xanh mạch vậy đó, nhưng mà có điều nó khâu cái niêm mạc của búi chỉ xuống, khâu cái niêm mạc cái chỗ khác của búi chỉ lại. Thì tôi nói với bạn, bạn về với bạn đọc, khi nào người ta làm cái sinh mạch hay là milligan găng một găng, khi nào làm ô hay khi nào là laser vân vân. Rồi chưa hết nữa, ngoài cái chuyện phẫu thuật nó còn có các thủ thuật nữa, cắt dây thun, chích xơ, các bạn coi thời buổi này người ta còn làm hay không? Khi nào chỉ điều trị nội khoa, khi nào chỉ phẫu thuật, khi nào chỉ có chỉ định phẫu thuật bạn? Dạ, cái chỉ hỗn hợp, chỉ phòng, chỉ độ 4, chỉ có biến chứng xa nghẹt, hoại tử, huyết khối. Còn cái chỉ độ 3 là nó có thể thủ thuật hoặc là phẫu thuật. Chỉ hỗn hợp là sao? Dạ là có chỉ nội lẫn chỉ ngoại. Vậy chỉ hỗn hợp có phải là có chỉ định phẫu thuật không? Nếu mà cái chỉ hỗn hợp đó mà cái chỉ ngoại đó gây ra triệu chứng đau hoặc là cái huyết khối thì mình có chỉ định phẫu thuật. Mấy bạn nên nhớ không phải cái chỉ nào cũng có chỉ định phẫu thuật đó. Mấy bạn về đọc kỹ lại cái chỉ định phẫu thuật đi. Rồi thí dụ như tôi nói này, chỉ hỗn hợp có làm phẫu thuật Longo không? Thế mấy bạn chỉ hỗn hợp có làm phẫu thuật Longo không? Dạ thưa thầy, là cái phẫu thuật Longo thì nó sẽ không giải quyết được cái chỉ ngoại ở bên ngoài. Thì vậy chỉ ngoại là chỉ hỗn hợp là không có phẫu thuật Longo. Vậy tôi hỏi chỉ ngoại có chỉ định phẫu thuật không?
Nếu các bạn nói chỉ có xa ra ngoài hậu môn là có chỉ định phẫu thuật, thì chỉ ngoại là chỉ ngoài hậu môn, ở phía bên ngoài hậu môn. Vậy tôi hỏi bạn chỉ ngoại có chỉ định phẫu thuật không? Dạ thưa thầy, là cái chỉ ngoại mình chỉ điều trị khi mà nó có biến chứng ạ, tức là Biến chứng khi gì? có hay là có huyết khối ở trong đó À, sưng. chỉ ngoại có biến chứng xuất huyết không? Hả? Chỉ ngoại có biến chứng xuất huyết không? Vậy trở lại với bệnh nhân này. Bệnh nhân này đầu tiên mấy bạn xác định thôi, bệnh nhân có biến chứng phẫu thuật chưa? Có chỉ định phẫu thuật chưa? Nếu có thì chỉ định phẫu thuật của bệnh nhân này là gì? Nè, bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật chưa? Dạ có, là bệnh nhân này có chỉ nội độ 4 gây xuất huyết dẫn tới là bệnh nhân có thiếu máu màng Chỉ, và có vậy chỉ chỉ định phẫu định, vậy bà nói cho tôi nghe chỉ định của phẫu thuật của bệnh nhân này là cái gì? Dạ là cái xuất huyết và ảnh hưởng tới cái sức khỏe của bệnh nhân. Chỉ định của bệnh nhân này là xuất huyết ha, thiếu xuất huyết nó gây thiếu máu. Vậy chỉ xuất huyết có điều trị nội khoa được không? Hả? Dạ, chỉ xuất huyết có điều trị nội được. À, Nhưng mà vậy sao sao bạn nói cái chỉ định của bệnh nhân này là điều trị là phẫu thuật là xuất huyết. Vậy dạ tới mà là mấy bạn cái vẫn chưa nắm được chỉ định phẫu thuật của chỉ là gì? Chỉ định của phẫu thuật của chỉ là gì? Dạ thưa thầy, là có phải chỉ định của phẫu thuật là khi mà có búa chỉ nội xa độ 3, độ 4 hoặc là nó có biến chứng như là xa nghẹt hoại tử thì mình có chỉ định phẫu thuật đúng rồi. Bây giờ cái đó để dành cho mấy bạn về ha, các bạn tìm hiểu và mai mốt sẽ hỏi thi. Ở bệnh nhân này, bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật là gì? Thứ nhất là bệnh nhân có chảy máu, cái thứ hai là bệnh nhân có cái chỉ xa ra ngoài cản trở sinh hoạt của bệnh nhân. Rồi, còn những chỉ định khác thì về mấy bạn tự mấy bạn đọc. Vậy cái kế tiếp ở bệnh nhân này mấy bạn chọn lựa phương pháp là cái gì? Chọn lựa phương pháp gọi là can thiệp ngoại khoa của bệnh nhân là cái gì? Hả?
Dạ, có thể ngoài có thể làm cái test miligan một găng. Miligan một găng là phương pháp sao bạn? Dạ. Miligan một găng là nó cắt chỉ từng múi và nó dạ, nhưng mà nó sẽ để họ cái vết thương lại. Cắt tối đa bao nhiêu múi? Nên cắt tối đa bao nhiêu múi? Phương pháp miligan một găng là bác phương pháp các bạn cắt chỉ từng búi, thường người ta cắt tối đa là khoảng 3 búi thôi. Tại vì nếu mà nhiều á thì nó sẽ bị hẹp hậu môn. Cái phương pháp này á nó cũng hạn chế trong cái chỉ vòng. Bởi vậy khi mấy bạn cắt búi chỉ từng búi á thì những cái búi nhỏ mấy bạn sẽ bỏ lại. Ha. Nhỏ các bạn sẽ để lại, nó sẽ bị hạn chế trong cái chỉ vòng. Tuy nhiên á nó sẽ có ưu điểm nhiều hơn so với phương pháp mà YHEP, nó ít biến chứng hơn, bệnh nhân ít khó chịu hơn. Nếu mà chỉ nội độ 3 á, mà dạng vòng á ha, thì mình sẽ chọn phương pháp là longo laser. Còn nếu mà chỉ nội độ 3, chỉ nội độ 4 á mà dạt vòng á, bạn nên cắt chỉ thành từng búi và các bạn sẽ tiếp tục điều trị những cái chỉ nhỏ bằng những búi nhỏ bằng nội khoa. Còn bạn cố gắng bạn cắt hết nó thì dễ dẫn đến cái biến chứng hẹp hậu môn. Cái phẫu thuật longo á ha, phẫu thuật longo thì người ta vẫn còn đang tranh cãi hiệu quả giữa độ 4 có hiệu quả hay không. Một số báo cáo thì nói là có hiệu quả, còn một số thì không. Bởi vậy bây giờ người ta vẫn chưa đưa nó vào như là tiêu chuẩn để điều trị cho độ 4 ha. Bên cạnh đó, đó điều trị chỉ á, thì mấy bạn phải điều trị nội khoa ha. Điều trị nội khoa là cái mà các bạn cần phải coi. Thứ nhất là gì, các bạn phải coi các bệnh mà có thể gây tăng cái bệnh mà có thể gây cái yếu tố thuận lợi của chỉ á, ví dụ như tăng áp lực ổ bụng hay bệnh nhân táo bón. Tại vì cái chỉ á với cái táo bón nó có liên quan với nhau, không phải chỉ gây ra táo bón mà là táo bón gây ra chỉ. Nếu các bạn cắt cái chỉ đó mà điều trị chỉ đó mà bạn không điều trị táo bón thì bệnh nhân cỡ các bạn mổ cỡ nào cũng tan tác hết. Vậy thì cái điều trị táo bón bằng cách nào? Thứ nhất là mấy bạn phải thay đổi lối sinh hoạt, ăn uống, ăn như thế nào, uống như thế nào. Ăn chất xơ, uống nước, uống đủ nước là bao nhiêu? Hả? Uống đủ nước là bao nhiêu? Dạ 2 lít một ngày. Ít nhất là phải 2 lít một ngày. Rồi nếu mà bệnh nhân táo bón mà không đáp ứng với điều trị thuốc đó nữa thì các bạn phải coi cái nguyên nhân gây táo bón là như thế nào, là cái gì. Chứ mấy bạn cứ chăm chăm vô điều trị cái chỉ mà mấy bạn bỏ sót cái táo bón, điều trị cái táo bón là coi chừng mấy bạn điều trị hoài không hết. Đi sau mổ chỉ xong bệnh nhân càng táo bón nặng hơn nữa. Do bệnh nhân đau, bệnh nhân đã táo bón rồi, bệnh nhân đã khổ sở rồi, bệnh nhân khó đi cầu rồi, sau đó đau nữa, cộng lại bệnh nhân đi cầu không được luôn. Nguyên nhân táo bón là một cái rất nhiều cái nguyên nhân táo bón. Các bạn sẽ có, nếu các bạn chịu khó các bạn đọc một bài táo bón riêng, các bạn sẽ thấy cực kỳ nhiều nguyên nhân.
người ta gọi tiếng Anh nó gọi là outlet obstruction đó, ha, hội chứng tắc nghẽn đường ra. Nó có thể bất thường ở đại tràng, nó có thể bất thường ở vùng hậu môn trực tràng, nó có thể rối loạn các cơ ở sàn chậu. Bởi vậy mấy bạn phải tìm được cái nguyên nhân gây táo bón là cái quan trọng nếu bệnh nhân có táo bón đi kèm. Bên cạnh đó, thuốc nhuận trường, tại sao người ta sử dụng thuốc nhuận trường là người ta để điều trị táo bón đó. Thuốc nhuận trường, thuốc làm mềm phân. Vậy thì trong các loại thuốc nhuận trường, ở đây mấy bạn tìm hiểu coi thuốc nhuận trường gồm các loại nào. Cái này mấy bạn có học chưa? Tôi nhớ module 52 là mấy bạn có học cái đó. Thuốc nhuận trường nó có các loại nào? Thuốc làm mềm phân, thuốc tạo khối phân, thì ở bệnh nhân chỉ hay bệnh nhân táo bón người ta như thế này thì người ta sử dụng loại nào, chứ không phải mấy bạn ghi chữ phọt lắc. Phọt lắc nó là cái gì? Phọt lắc nó là cái gì? Bạn ghi, bạn cho sọt biton được không? Vậy sọt biton nó là cái gì? Bạn cho lít enema được không? Hay lít phốt pho soda sodium được không? Được chứ. Bạn cho phọt trăng được không? Vậy thì phọt trăng nó là cái gì? Lít soda nó là cái gì? Vậy những loại nào sử dụng trong bệnh nhân chỉ này, ở thuốc nhuận trường nào, chứ không phải đụng cái gì cũng cho. Rồi nếu bệnh nhân này không mổ thì các bạn cho thuốc gì? Đối với chỉ thuyên tắc cho thuốc gì? Chỉ xuất huyết, các bạn nói diosmin, bạn cho bạn để bền mạch máu diosmin thì sử dụng liều nó như thế nào? Khi có xuất huyết thì sử dụng nó như thế nào? Khi không xuất huyết sử dụng liều bao nhiêu? Chứ không phải diosmin 3 viên một ngày. Tại sao người ta sử dụng 3 viên một ngày? Hai viên được không? 6 viên được không? Tại sao người ta sử dụng? Tại sao bạn ghi 3 viên một ngày? Lý do? Hả? Dạ thưa thầy, thì em đọc trong pháp đồ của bệnh viện mình, cái này em ghi lại lâu rồi, em có đọc trong phác đồ nó ghi 3 viên nên em dùng 3 viên. Lý do tại sao 3 viên? 6 viên được không? Nếu mình mấy bạn sử dụng 6 viên được không? Được sao không? Như trường hợp nào sử dụng? Dạ trong chỉ cấp, cái đợt cấp chỉ. Cái đó giờ mấy bạn tìm hiểu coi sử dụng nó như thế nào, trường hợp nào sử dụng cái đó. Cái đó không có gì phải nói, cái đó sách vở đầy rẫy, tiếng Việt, tiếng Anh đầy rẫy. Rồi tatanol, tatanol là gì bạn? Acetaminophen. Nó sử dụng trong này để mục đích làm gì? Dạ, giảm đau cho bệnh nhân. Giảm đau sau mổ cắt chỉ, đúng không? Bạn giảm đau sau mổ cắt chỉ thì bạn coi cái như thế này giảm đau đủ chưa? Trong mổ cắt, trong cắt chỉ hay trong đau dây chỉ thì người ta thường sử dụng cái nhóm thuốc giảm đau là gì? Chứ khi tối ngày tatanol, tatanol nó là paracetamol đúng không? Acetaminophen đúng không? Dạ đúng rồi.
Mình cho Tylenol 3 viên một ngày sau mổ, bệnh nhân kiếp ăn hoài. Đau chịu nữa. Cái sau mổ nếu mà bệnh nhân đau thì mình dùng cái loại nào đó thầy? Cái đó giờ mấy bạn đọc tôi nói nghe, mấy bạn phải đọc cái giảm đau trong sau mổ của bệnh nhân chỉ, giảm đau của bệnh nhân chỉ thuyên tắc người ta xài cái gì. Chứ mỗi cái tôi đều nói với bạn như mấy bạn đi lâm lai sàng làm cái gì. Rồi bạn ghi ngâm hậu môn bằng nước ấm, ngâm như thế nào, sau mổ cắt chỉ người ta ngâm như thế nào hả? Dạ, nó có một cái chậu nước ấm, có một cái chậu để chia để ngâm hậu môn, Thì ngâm thì khi một cái chậu, ngồi vô chậu hoặc ngồi vô bồn tắm, rồi ngâm bằng cách nào, ngâm như thế nào, nước dạ ấm, cái nước chậu muối hay nước pha bovidin, dạ nước ấm nước ấm. nó có một cái chậu để đặt lên cái bồn đi tiêu của mình, xong rồi bệnh nhân sẽ ngồi lên đó để ngâm cỡ 5 đến 10 phút. 5-10 phút mà bạn coi cho ngâm thời gian, bạn nói ngâm 5-10 phút là tôi thấy là chưa có chuẩn rồi đó. Dạ, để coi lại. Rồi một ngày ngâm mấy lần, ngâm như thế nào nữa, mục đích ngâm là cái gì, có ai biết không? Có ai biết không? Mấy bạn cứ đi học mà mấy bạn cứ 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 bạn cứ làm theo cái câu trong câu thần chú luôn, mà đi vô thực tế rồi đó, thì không biết. Ví dụ như tôi hỏi người nhà bạn vô về mổ về đó, ta nói ngâm hậu môn, bạn nói cái câu ghi trong cái ngâm hậu môn ngắm, người ta hỏi bạn ngâm sao. Rồi chưa hết, cái đó là mới phần điều trị phẫu thuật thôi, còn theo dõi biến chứng nữa. Các biến chứng thường gặp của các chỉ của mổ của phẫu thuật chỉ là cái gì mấy bạn? Đây, mình đang nói phẫu thuật Longo đi, các biến chứng của phẫu thuật Longo. Hả? Dạ thưa thầy, là biến chứng của phẫu thuật Đông Cô là chảy máu từ mạch cắt. Ngoài ra thì Để nó còn máu có thể thủng trực tràng hoặc là nhiễm trùng sau phúc mạc, à, nhiễm còn gì khuẩn vùng nữa chậu, nhiễm nhiễm khuẩn vùng chậu. đó là do cái biến chứng thủng trực tràng gây ra, rồi còn gì nữa, cái biến chứng thủng trực tràng á nó hiếm gặp nhưng mà nó là một cái biến chứng nặng, à, biến chứng nặng có thể dẫn đến tử vong á. Biến chứng thường gặp nhất của phẫu thuật Long Gô là gì, chảy máu với cái gì nữa. À. Hay phong môn. Hay phong môn. Một trong những cái mà bạn cũng thường gặp nữa sau phẫu thuật Long Gô bí tiểu. Tuy nhiên bí tiểu nó chỉ là tạm thời thôi. Thì tóm lại cái phần điều trị chỉ này nè. Về thứ nhất, các bạn phải coi cho tôi điều trị nội khoa là cái gì. Thứ hai, mấy bạn phải coi các thủ thuật điều trị chỉ
Cái thứ ba các bạn coi là các phương pháp, các phương pháp phẫu thuật của điều trị chỉ, rồi từ đó các bạn mới đưa ra được các chỉ định, chỉ định điều trị khi nào điều trị nội, chỉ nào điều trị nội, khi nào điều trị bằng phẫu, bằng thủ thuật, khi nào điều trị bằng phẫu thuật. Rồi cái kế tiếp nữa, các bạn phải coi các phương pháp điều trị sau phẫu thuật, sau thủ thuật đó là gì. Trong các phương pháp phẫu thuật, các bạn phải nắm rõ được các nguyên tắc phẫu thuật của nó là cái gì. Cái thứ hai, các biến chứng của nó là cái gì? Đó là phần điều trị. Chứ không phải là bạn đi trình bệnh án mà bạn điều trị là bạn gom cái điều trị của cái bệnh án trong bệnh viện của các bạn đem vô đây. Ta viết sao bạn y hệt lại như vậy là không có đúng. Rồi còn ai còn hỏi gì nữa không? Những cái mà tôi nói là những cái mà bạn phải đọc trong vấn đề điều trị chỉ. Còn cái phần bệnh học á ha, các bạn phải coi tôn lại. Đừng mai mốt đừng có ai nói với tôi là phân độ ha, chỉ hỗn hợp độ 4 nha. Nói ví dụ như vậy, các bạn phải coi lại những cái nguyên tắc, những cái điểm nhấn trong cái bài chỉ này. Rồi nếu không ai thắc mắc gì nữa nghỉ. Để em cảm ơn anh ạ. Dạ, cảm ơn thầy.